trên ống bài B trình bày về phát dạy về bài phát triển năng lực tư duy và tư duy ra chiều qua bài của nhóm em sẽ giúp mọi các bạn sẽ tìm hiểu được và nhận biết được tư duy ra chiều và định hướng được các nền tảng tư duy ra chiều. Như các bạn đã biết là có các loại năng lực tư duy rất là quen thuộc với chúng ta, ví dụ như là năng lực tư duy logic, tư duy ngôn ngữ, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và đặc biệt nhất là tư duy đa chiều. Để các bạn tìm hiểu rõ hơn được về tư duy đa chiều, nhóm mình sẽ cho các bạn chơi một trò chơi là 6 chiếc mũ tư duy. Và đó chính là nội dung chính của bài học của nhóm mình. Để trước khi vô trò chơi thì bây giờ mình có một yêu cầu là bây giờ các bạn hãy chia cho mình ra thành 6 nhóm. Bây giờ hai bàn một nhóm, bên này đông quá thì mình có thể tách ra để cho đủ 6 nhóm được không? Bên này hai nhóm. Hai bàn cuối là một nhóm, đó là ba. Bàn của Vinh với của Trang là một nhóm, bàn của Dầu một nhóm và bàn của Thảo một nhóm. Vậy là mình đủ 6 nhóm thôi, các bạn đồng ý không? Có bạn nào muốn thay đổi nhóm không? Không thì để mình tiếp tục vô trò chơi nha. Các bạn đồng ý không nào? Rồi, để vô được phần trước khi vào thì mình sẽ có một cái chủ đề. Bây giờ các bạn hãy cùng nhóm mình giải quyết cái chủ đề như thế này. Chủ đề của nhóm mình là đại diện toàn cầu về dịch Covid-19 và xã hội. Bây giờ để giải quyết cái vấn đề này thì tụi mình sẽ có một trò chơi và ứng dụng về 6 chiếc mũ tư duy. Bây giờ mình sẽ mời đại diện của 6 nhóm. Chúng ta sẽ chọn cho nhóm mình, mỗi nhóm mình sẽ chọn một phần quà. Và trong một phần quà đó sẽ xuất hiện một chiếc nón. Mỗi chiếc nón là một màu và sẽ có những yêu cầu riêng của chiếc nón đó. Bây giờ trước tiên là mình mời nhóm 1 nha. Nhóm 1 mình sẽ chọn ô phần quà số mấy. Mình sẽ theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhóm 1 mình chọn phần quà số mấy? Số 4. Mình mời đại diện của nhóm một bạn bước lên trên này. Rồi, nhóm một của mình là chiếc nón màu đen. Bây giờ mình sẽ xem yêu cầu của chiếc nón màu đen. Các bạn bên dưới của nhóm sẽ xem yêu cầu của chiếc nón màu đen. Và sau đó một chút xíu mình sẽ thảo luận về cái yêu cầu đó và nói là diễn tả lại cho bạn nhóm trưởng ở trên này. Đây là yêu cầu của chiếc nón màu đen. Các bạn hãy lưu lại thông tin nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mời đại diện của nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai chọn quà số 3. Nhóm thứ hai của mình là chiếc nón màu xanh lá cây. Đây là yêu cầu chiếc nón màu xanh lá cây. Rồi, các bạn xong chưa?
Mình sẽ qua tiếp nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba mình chọn là hộp quà màu số mấy ạ? Số 1 mình mời đại diện nhóm số 3 lên trên trên luôn nha. Chiếc nón của nhóm thứ 3 đó là chiếc nón màu đỏ. Rồi, bây giờ đây là yêu cầu của chiếc nón màu đỏ.
mình có thể dùng lời nói,
mình làm bằng cách nào đó để cho các bạn ấy có thể trả lời được câu hỏi của mình là ok. Rồi bây giờ mình sẽ mời nhóm thứ hai là nhóm của bạn Dầu. Thank you.
Chiếc nón màu đỏ là sẽ thuộc về cảm xúc, về trực giác của mình. Là đối mặt với cái vấn đề đó thì bạn có thể dựa vào cảm xúc, dựa vào trực giác của mình. Bạn có thể nói ra suy nghĩ của mình mà bạn không cần phải giải thích, bạn không cần một bất cứ một cái cơ sở, một cái lý do nào hết. Bạn chỉ cần nghe theo cái trực giác và cảm xúc của mình thôi. Rồi, cảm ơn nhóm của Trang. Bây giờ mình sẽ đến nhóm tiếp theo là nhóm của Chi. Nhóm màu vàng. Cả nhóm luôn. Các bạn có thể kéo cả nhóm lên cho vui cũng được. Thank you.
còn một chiếc nón cuối cùng luôn là nón màu xanh. Mời cháu vào nón màu xanh. Bây giờ bạn hãy trình bày một cách ngắn gọn những thông tin bạn biết về đại dịch COVID-19. Thank you.